Xin chào các bác, hôm nay công ty bên em xin giới thiệu với các bác mẫu máy khoan đề quan mới về của bên em này. Đây là sách hướng dẫn sử dụng và phiếu bảo hành các bác nhé. Đây là đế sạc của máy này. Khi các bác mua máy sẽ được một pin theo máy và một pin dự phòng này. Máy của bên em là 24V các bác nhé. Còn đây là máy này. Bây giờ em sẽ test sức mạnh của máy cho các bác xem nhé. Bây giờ em sẽ test trên gỗ, gạch và kẽm các bác nhé. Trước tiên em test trên gỗ này. Rất là ngọt các bác nhé. Bây giờ em sẽ test trên kẽm này. Test trên kẽm các bác nhé. Bắn rất là ngọt các bác ạ. Bây giờ em sẽ test trên gạch này. Rất là khỏe các bác nhé. Bác nào mua hàng vui lòng để lại số điện thoại bên dưới video này, sẽ có nhân viên bên em gọi điện tư vấn đặt hàng các bác nhé. Xin cảm ơn các bác.